Thưa quý khán giả, thưa quý thính giả, tôi là Phạm Quang Trình ở Sang Quý Xuân đây. Tôi sinh ra tại Thái Bình. Thời gian đó thì không có ai làm khai sinh cả. Nhưng mà theo má tôi kể chuyện thì tôi sinh vào ngày 4 tháng Giêng khoảng năm 1941 khoảng đó, mà trên dưới là vì không làm khai, các cụ không có nhớ. Hầu hết những thời gian đó là chẳng có ai làm khai sinh cả. Cho nên khi vào Nam rồi thì làm khai sinh lại để đi học. Và ngoài Bắc thì đời sống rất là khổ, đa số dân chúng, không phải riêng gia đình tôi mà bất cứ các gia đình khác đều khổ chung như vậy. Vì chuyên môn về làm ruộng, nhất là vùng Thái Bình, thành ra ruộng đất thì hẹp ít lắm. Mà khi mà chế độ Việt Cộng nổi lên thì đương nhiên là cái việc đấu tố thì rất là kỳ cục, bởi vì người ta đều là dân nghèo cả. Nhưng mà bởi vì có sự đạo diễn, chỉ đạo của cán bộ Trung Quốc, tức là Trung Quốc, tức là tướng Lã Quý Ba, thì cho nên họ muốn đôn lên cái tỷ lệ là bao nhiêu. Bởi vì đối với Cộng sản, trí phú địa hào, đào tận gốc, trúc tận rễ. Trí là trí thức, địa chủ, hào là cường hào. Trí phú địa hào, địa chủ cường hào là thành phần đó, là nó cho là của giới bóc lột thì nó diệt đi. Nhưng mà phải hiểu rằng họ là những người Việt Nam, họ đơn sơ, sống rất chân chất, làm gì có bóc lột nhau làm chi. Trong làng với nhau thì người hơn kẻ kém một chút, và người ta giúp đỡ nhau. Chứ cái việc mà làm như vậy là áp đặt của cái xã hội của Âu Châu ngày xưa, giống như có giai cấp, chứ Việt Nam thì giai cấp đâu, người hơn nhau vậy thôi. Mà cái tình đồng bào, cái người Việt Nam đơn sơ lắm. Thực sự ra khi ở nhà quê, di cư ở Bắc vào Nam, năm 54 là tôi đã phải đi làm rồi. Nghĩa là đã được phải được quốc vườn, ngoài Bắc thì chăn trâu. Ngày Bắc thì chăn trâu, trong là Nam thì quốc vườn, thì xẻ gỗ, ông giáo là thợ mộc cũng xẻ gỗ, rồi đánh lò rèn luôn. Rồi lớn lên đi học được tiếp thì bắt đầu là dệt vải. Nói chung là cầm kìm, cầm búa, cầm cuốc, cầm đủ thứ hết á. Thành ra cái đời sống rất lao động, nhưng mà cũng may mắn nhờ cái chế độ tự do miền Nam có cơ hội được đi học. Cho nên từ cái người gọi là nghèo nhất nhì trong làng, cũng nghèo đói bình thường lắm, chỉ đủ ăn thôi, thì sang đây chúng tôi có cơ hội được đi học. Mà chẳng như học thì tôi có cái số may mắn sao mà tôi lại học tới đâu đậu tới đó, mà đậu đầu tiên trong làng. Ngày xưa ở trong làng tôi, làng Ninh Cù, chỉ có một người đậu được cái bằng tiểu học ngày xưa đấy. Đó thì là rồi tên là ông Phạm Văn Kình, là ông thầy dạy tôi đầu tiên ở trong làng ngoài Bắc đó. Còn ngoài ra không ai đậu được hơn nữa. Mà tôi vào Nam thì một thời gian sau tôi đậu trung học, đậu tú tài, rồi tôi lên trường luật, tốt nghiệp đại học luật khoa luôn. Mà trong khi đó vừa làm vừa học, có khi phải dạy học, rồi thì có khi làm giáo sư quốc văn. Và nhưng mà sau thời gian mà khi mà tôi đã đầu tú tài phần 2 xong đó, thì năm 62 thì bắt đầu là phong trào chiến lược nổi lên, thì tôi được người ta đưa vào trong cái thành phần gọi là đi làm công tác ấp chiến lược. Vì thế mình biết tổ chức. Và trước kia là tôi ở ngoài Bắc, tôi đã chứng kiến những cảnh mà làng tè chống Pháp, thì mình thấy cái nó cũng giống như ấp chiến lược. Nhưng ấp chiến lược nó ở cái tầm vóc quy mô hơn, bởi vì nó chủ trương gom dân lập ấp, rồi thì là tạo điều kiện gọi là dân chủ hóa địa phương, cho phát trị trong mọi tầng ở lớp của dân chúng, để cho người dân có cơ hội đóng góp vào công cuộc xây dựng đất nước. Đó, thành ra nhờ đó tôi thấm nhuần cái chủ nghĩa nhân vị. Nhân vị là gì? Cộng sản là chủ trương rằng thì là chúng ta sẽ tới chế độ đại đồng, nghĩa là các tận sở nhu, các thủ các tận sở năng, các thủ sở nhu, làm việc theo khả năng và hưởng thụ theo nhu cầu. Thực sự đến bây giờ cũng chả có gì mà hưởng hết đấy. Trong đó thì cái tối thượng miền Nam là gì? Đấu tranh cho nhân vị là gì? Là bảo vệ quyền tự do và nhân phẩm của con người. Nhân vị là gì? Nhân vị là địa vị con người, đầu đội trời, chân đạp đất. Con người đều bình đẳng như nhau. Mỗi người chúng ta là hình ảnh của Thượng Đế, là có linh thiêng, cho nên chúng ta bình đẳng. Thế nhưng cái chủ cho nên khi mà gọi là đảng cần lao nhân vị, cách mà đảng là gì? Là khuyến khích con người đem sức lao động ra để mà phục vụ con người. Mà con người đó là cái mục tiêu, là đối tượng chủ phủ. Khác với Cộng sản coi con người là cái công cụ, là cái cá nhân, là công cụ của đảng. Cho nên chế độ này nó khác hẳn với chế độ, cho nên sống nó tồn tại được. Mà cái miền Nam á, vấn đề văn hóa giống như là một cái nước Việt Nam liên tục từ trước đến giờ, bởi luồng văn hóa văn học của Việt Nam thời Cộng hòa là duy trì như trước, là phát triển thêm. Cho nên văn hóa miền Nam nó mở rộng, nó khắp nơi, còn ngoài Bắc chỉ có Bác Sĩ thôi.
ngoài ra là không có được. Chính vì thế mà bao nhiêu sĩ phu, bao nhiêu người tài ngoài Bắc họ họ phải tự đóng khung lại. Người nào có tư tưởng xấu là sẽ bị một cái mũ phản động. Thí dụ như nhóm Nhân Văn Giai Phẩm chẳng hạn, họ có tư tưởng gì đó, có tự do mới có sáng tạo. Không có tự do làm gì mà sáng tạo được. Mình có thể tự do ca tụng người đẹp, chê người xấu, nhưng đối chế độ Đảng là nhất, Bác Hồ là nhất. Thưa quý khán giả, sau khi mà tôi đã tốt nghiệp rồi và cái tình hình thay đổi rồi, thì sau khi mà chế độ đệ nhất Cộng hòa bị lật đổ và chế độ mới, thì lúc đó thì chiến tranh, cường độ chiến tranh nó gia tăng. Cho lúc đó bị động viên thì chúng tôi đã là công chức, thành ra động viên, và tôi đi học một khóa tại Thủ Đức năm 68, và sau đó thì tôi được cử đi làm, gửi cho thầy, các sĩ quan chủ lực đều phải sang địa phương quân hết. Khóa của tôi là khóa 168, thì tôi được đưa về cái đại đội 337/1 thì đó, xin lỗi, đóng tại Phú Mỹ. Và tôi lúc đó được sau 1-2 tháng làm trung đội trưởng thì trở thành đại đội phó. Trong thời gian đó thì cũng ngày nào cũng lo, thì dẫn lính đi coi đường rồi đi hành quân như vậy đó. Và một thời gian sau là tôi bị thương tích vào cái mắt trái vậy đó, rồi thì và tự thấy nhìn nó không rõ ràng gì cả, rồi đi khám quân y viện thì nó họ liệt vào là quân nhân loại 2 vĩnh viễn và cho giải ngũ. Thế cho sau khi giải ngũ xong thì tôi về làm việc tại Quốc hội, là vì có ông bạn là dân biểu, ngày trước tôi khuyến khích đề nghị ông ấy ra dân biểu, đi khi ông thấy tôi dạy ngũ ông bảo có muốn về Quốc hội làm việc thì ông đưa về, ông biết tôi là người nghiên cứu. Mà thực sự phải nói rằng tôi rất mãn nguyện vì cái 2 năm ở trong quân đội, là vì nhờ đó mình mới biết cách chỉ huy, biết lính đáng như thế nào. Bởi vì lính á, mình không nghiêm túc, không mà chỉ huy khéo là khó trị lắm. Thưa quý thính giả, thưa quý khán giả, là trong thời gian ở làm việc tại Quốc hội đó, thì tôi đã có dịp quen biết giao tiếp với rất nhiều người. Và những nhân vật đó, mặc dù tôi không giữ chức vụ cả, chỉ là một chuyên viên đặc biệt thôi, thành ra tôi có thể tiếp xúc dễ dàng, từ các ông Bộ trưởng, Quốc vụ Khanh, hoặc là thí dụ như một cái ông mà tôi quen nhiều nhất là ông Lê Công Chất, Tổng trưởng Nội vụ, là cái ngành về an ninh, là về hành chánh. Rồi những ông như là ông Cao Văn Tưởng, Bộ trưởng Liên lạc Quốc hội, hoặc là những ông như là bác sĩ Nguyễn Tinh thì là Quốc vụ Khanh, đặc trách Nội vận. Rồi có lần tôi sang gặp cả ông Trần Quốc Bửu, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao Công. Và tôi cũng quen nhiều giới, thành ra tôi có biết được nhiều tin tức. Có thể nói rằng trong tháng 4 là cái tháng mà dồn dập nhất, khi mà Việt Nam Cộng Hòa cứ rút được lệnh, rút lên rút và mất. Thì cái người thân với tôi, quen với tôi nhiều nhất là Đại tá Nguyễn Bé. Ông ấy là chỉ huy trưởng Trung tâm Huấn luyện Cán bộ Quốc gia Vũng Tàu. Ông là người từ trước kia đã từng đi kháng chiến và đã từng chỉ huy một tiểu đoàn thời Việt Minh. Sau đó ông ấy về với quốc gia, tức là hồi ông là Việt Minh chứ chưa cái lúc Cộng sản, nó còn mới nhen nhúm trong đảng thôi. Và ông là người có tài tổ chức cho cái Trung tâm Huấn luyện Cán bộ Quốc gia đó. Nó là cái trung tâm có thể nói là huấn luyện lớn nhất khắp vùng Đông Á. Quãng lúc lên tới 10 mấy ngàn cán bộ mà ông điều hành rất là hay. Và ông đã được Mỹ trợ giúp rất nhiều về phương tiện, cho nên cán bộ áo đen đó, đó là như vậy. Và tôi trong một lúc tình cờ, là vì khi tôi đang học sĩ quan Thủ Đức thì có một người bạn tên anh là Đinh Văn Phương, nằm cùng cái phòng đó. Anh bảo tôi lần lúc nào rảnh thì mời tôi ghé trung tâm chơi thăm anh ấy. Thế trong cái dịp đó tôi sắp giải ngũ thì tôi ghé thăm, thì anh cứ nài nỉ tôi, bảo này sang thăm anh chỉ huy trưởng đi. Tôi bảo không, tới giờ tôi xin thăm cậu rồi. Nhưng tại vì Đinh Văn Phương mới nài nỉ quá, tôi sang tôi cả nể. Tôi sang tôi thăm ông lúc 1 giờ trưa. Có cái lạ là từ khi gặp Nguyễn Bé thì không những đến 1 giờ trưa mà tôi nói chuyện với ông ta, trao đổi, ăn uống đến 1 giờ đêm mới đi ngủ. Tôi thấy con người lạ lùng đặc biệt. Mà hồi trước thì giờ tôi luôn luôn nghiên cứu về vấn đề huấn luyện cán bộ. Vì thế mà chính những tư tưởng của tôi nảy nở từ được phát sinh nảy nở từ nhỏ trở lên, nên tôi viết thành cái cuốn Người cán bộ cách mạng năm 1973. Và đại tá Nguyễn Bé nói rằng cái cuốn này có thể in cho huấn luyện cho cán bộ quốc gia, thì có lẽ đó là cái cuốn cẩm nang, một thứ handbook dành cho những người làm cán bộ trong mọi tổ chức. Vì cán bộ là gì? Là cái thành phần chủ chốt
bộ là bộ phận cán, là cái chui, là cái chủ chốt. Thì bất cứ lĩnh vực giáo dục, kinh tế nọ kia đều phải có cái người chủ chốt đó, phải biết cái nguyên tắc chỉ huy, nguyên tắc lãnh đạo, làm sao ăn nói trong quần chúng. Cũng giống như nãy nói về khi mà đề cập tới những cái văn nghệ như nghệ thuật MC chẳng hạn đó. Có thể nói rằng những cái biến cố, những diễn biến hồi tháng 4 ấy, nhất là trong 2-3 tuần cuối tháng 4 đó, là Đại tá Nguyễn Bé thường xuyên gặp tôi và trao đổi tin tức. Lúc đó thì ông Đại tá Nguyễn Bé đã bị ông Thiệu cất khỏi cái chức chỉ huy trưởng cán bộ của Trung tâm huấn luyện cán bộ quốc gia. Thì tôi thấy ông ấy là người có tài, thì tôi quen Lê Công Chất. Tôi nói ông Tổng trưởng ơi, nhà Tổng giáo đốc nhân dân tự vệ có 2 triệu rưỡi đoàn viên với 800 ngàn vũ khí cá nhân. Lực lượng lớn như vậy mà để cho ông tướng Võ Văn Cảnh ông là tổng giám đốc thì uổng quá, vì ông là tướng chỉ huy quân đội thôi. Đây là một lực lượng nhân dân chiến đấu thì phải người có tài về tổ chức. Tôi đề nghị xin đồng thượng nói với Tổng thống và Thủ tướng nên cử ông Khiêm làm tổng giám đốc và cho ông toàn quyền tổ chức lại, thì chúng ta sẽ vững về an ninh tình báo. Nhưng mà ông Chất thì ông đồng ý, ông mời Đại tá Nguyễn Bé về, nhưng mà rồi ông Thiệu, ông Khiêm không đồng ý. Thành ra ông buồn quá, ông ấy đây sang Bộ Xã hội ông làm việc. Thì đó thì ông chỉ làm việc để có cái chức là để lãnh lương, chứ họ không cho ông giải ngũ. Ông bảo mình xin giải ngũ không được, ở lại không có việc gì làm. Nhưng mà những tin tức thì ông nói rồi rõ từng ngày, ngày nào ông Thiệu sẽ từ chức. Ông Thiệu từ chức rồi ông Trần Hương sẽ làm gì? Thì gần như là chính xác từng ngày, rất rõ. Người ta nói ông là CIA, cái chuyện đó tôi không biết có hay không. Nhưng mà tôi nghĩ tin tức của ông rất cập nhật. Và ông nói tôi như thế này, chúng ta cần một, phải có chính phủ lưu vong, bởi vì miền Nam sớm muộn sẽ mất rồi. Ít nhất chúng ta có chính phủ lưu vong để nói lên tiếng nói của người mà bị đày đọa dưới chế độ cộng sản. Nhưng mà ông nói rằng bây giờ gặp các dân biểu nghị sĩ, nói rằng chúng ta cam kết với nhau, sống với nhau, lập chính phủ lưu vong và ra ngoại quốc ở một cái chỗ nào đó. Nhưng mà đến trót đó trước 1-2 ngày, ngày 28, tôi gặp ông ở Bộ Xã hội, cái văn phòng mới ở bộ đường Hai Bà Trưng. Thì Đại tá Bé nói tôi rằng người ta không cho. Người ta có nghĩa là ai? Đấy là biết rồi. Thế rồi thì là... Nhưng mà Đại tá Bé có cho tôi biết thế này. Bà Nguyễn Thị Bình là Bộ trưởng Ngoại giao của cái gọi là Chính phủ Lâm thời Cộng hòa Việt Nam, là Việt Cộng đó, là Việt Minh đó, về Việt Cộng. Thì nói nhắn rằng thì là nhắn với tướng Nguyễn Đức Thắng. Ông Thắng trước kia là tổng viên xây dựng thôn, tức là tổng trưởng xây dựng thôn đó. Về sau lúc đó thì ông về ngành khác, thì nói rằng các anh ráng giữ tới Sài Gòn để có chính phủ liên hiệp. Như vậy mình biết rằng giữa cái đám ngoài Bắc, Cộng sản ngoài Bắc, và cái đám Việt Cộng, cái đám Cộng sản trong Nam, chứ Việt Cộng là chung cho chỉ cả Bắc cả Nam. Nhưng mà tại vì mấy hình báo ngoại quốc nó bày ra, nó cho rằng cái đám miền Nam là Việt Cộng, cái người Bắc là Cộng sản Việt, nó là sai. Cái Mặt trận Giải phóng miền Nam chỉ là công cụ bù nhìn của Hà Nội. Bởi vì sứ ủy, đảng ủy ở miền Nam là do tất cả người ngoài Bắc. Thí dụ Phạm Hùng là Trần Bưu Kiếm, người Bắc hết, nó chỉ huy hết. Các đám râu ria chỉ cái nhỏ thôi. Mà trong cái cuộc tổng công kích của thân, Việt Cộng đã nướng hết 5 sư đoàn rồi, còn gì nữa đâu. Nhưng mà mình hệ thống an ninh của mình đã mất rồi. Là vì khi lật đổ Tổng thống Diệm, thì Dương Văn Minh đã phải nói rằng rất là ngu đần, cho phá hủy hết ở chiến lược của Tết Hồng. Trong 2 ngày đầu phá tới cả 2 ngày đầu 800 ấp, còn bao nhiêu nữa đấy. Công trình xây hệ thống an ninh, rồi những người làm tình báo an ninh của Đệ nhất Cộng hòa bị bắt hết. Rồi thì chính Dương Văn Minh, Mai Hữu Xuân, rồi Đỗ Mậu, cả Hà Thu Ký đó đều thả tù Việt Cộng thôi. Thì như vậy là thả cọp về cho chúng ta không gì làm lạ. Về Phục Quốc thì tôi đã nghe nhiều anh em nói lúc đó, khi bởi vì chúng tôi là công chức hạng A, một số lớn là trình diện đông quá không phải đi học tập 10 ngày rồi học tập nhiều năm. Thành ra trong bạn bè của tôi có anh là chánh trị vụ hoặc là hạng A như tôi, hoặc là cựu dân biểu loại kia, thì đời quá nó bảo hết chỗ rồi, đi về trình diện đó, đại khái như vậy đó. Thì chúng tôi bắt đầu là đi học có 3 ngày thôi, rồi cũng trở lại bình thường. Nhưng mà mình biết là mình là cái thành phần mà trí thức ít nhất là tốt nghiệp đại học và đã từng làm cái vai trò công chức thuộc loại cũng khá khá. Thành ra
họ nói để ý vậy. Mà tôi nghĩ rằng thì cộng sản không thể xài được, cho nên mình nghĩ rằng phải chống, mà không biết chống ở cái nào. Thì tôi đã nghe nhiều người nói rằng lực nước phụ quốc chỗ này chỗ kia đại khái như vậy, mà tôi không có tin. Tôi chỉ biết rằng đại tướng Bé là người có thể tin tưởng được. Thì tôi có gặp trong giữa lúc mà ông đi tôi ở lại, là lúc đó nói phải nói rằng hỗn cơn hỗn quan, ai mạnh đâu lo đấy, có người đi được, có người không đi, có người lại bị bắt phải đi, đến cái chỗ tàu nó bắt đi. Thì thành ra em ông là em gái ông thì ở lại ở cái chỗ, tôi nhớ là cái chỗ gần Hàng Xanh đó, cái sĩ quan cư xá nào đó. Từ tôi đến gặp thì cho biết tôi cái địa chỉ của đại tá Nguyễn Bé, thì ông chỉ biết rằng ông ở bên Hoa Kỳ, và tôi đoán có thể ông làm việc với lại Sovajo, là cái người về tình báo của Hoa Kỳ. Sovajo mà đại tá Bé đặt cái tên cho anh ta là Nguyễn Hữu Hai, là người nói tiếng Việt rất là trôi chảy, nói như người Việt vậy. Gặp tôi nói, ôi hôm nay mình đi ăn phở xong nghe nhạc Trịnh Công Sơn hay quá. Nói tiếng Việt sõi, và anh ta là phó trưởng phái đoàn của Mỹ vô Tây Ninh để gặp, để lấy tù, trao đổi tù binh với Việt Cộng. Tức là nó mượn một số tù mà bắt được của Việt Cộng á, trao cho Việt binh, trao cho Việt Cộng, Việt Cộng hãy trả lại cho nó. Thì Suozo đã tường thuật cho tôi nghe là như thế nào thế nào. Và chính vì thế thì tôi tin Nguyễn Bé, và Nguyễn Bé nói tôi rằng thì là hãy nói chú Hai mới thăm bác Ba, cần nhiều thời gian để có vốn và làm, ráng làm cho đất, nuôi trùng nuôi giun để cho nó tốt đất, ráng noi gương Bác Hồ trước kia mà tăng gia sản xuất. Đó là cái ám chỉ là mình phải xây dựng cơ sở. Chú Hai là Mỹ, bác Ba là bá tàu, chỉ có tôi mới hiểu thôi. Tôi nắm được cái đó thì tôi mới thuyết phục một số các tổ chức, trong đó có một cái lượng kháng chiến tại trên Cao Nguyên. Thì cái người điều khiển cái lực lượng đó là Đoàn Vinh, anh ta là đại úy. Và trong đó thì khoảng được 400 anh em với được 200-300 khẩu súng, đơn sơ lắm, kháng chiến. Nhưng mà cũng thấy tình trạng là rất là khó khăn, là vì không có tiếp tế phương tiện nọ kia, thì sau này là bị đàn áp, bị nó vây là phải chịu thua. Thế thì tôi có đến thuyết phục mọi chỗ để mà chúng ta làm cái gì phải thống nhất, đoàn kết phải thống nhất thì mới có lực. Bởi vì mạnh khỏe mạnh thì thắng, yếu thì thua. Mình bây giờ là chống với cả một cái chế độ không phải chuyện dễ, thì phải xây dựng cơ sở từ từ. Nhưng mà vì có một số anh em nóng nảy quá bị bắt, bị đòn đau, thành ra khai với tôi, khai với Việt Cộng là tôi là thằng đầu đảng và là người quen Nguyễn Bé. Thế là một ngày đó thấy ban tối 9 giờ tối vô tóm cổ tôi đi, bắt trói Hai như thế này, rồi hai công an cầm hai khẩu súng chĩa này đưa tôi vô cái quận 6, ở đó mấy bữa khai thác không quay ra cái gì cả, chuyển qua khám Chí Hòa. Ở Chí Hòa thì tôi bị giam ở những phòng biệt giam là phòng 6, 16, 26, 46, 56. Thì tôi ở cái phòng 56, rồi có khi luân phiên. Cái phòng cuối cùng là phòng 50, mà cái khu AB là khu toàn là biệt giam. Cái thời gian mà khu AB là tôi bị nhốt chung với lại người Hoa, người La, Campuchia. Nói chung là quốc tế, phòng quốc tế toàn là tiếng Anh, tiếng Pháp hay là tiếng Miên, tiếng Việt, lung tung bang hết. Thành ra nhưng mà cái thành phần mà cán bộ cộng sản tàu thì chúng tôi gọi là tù ăn chuối, là vì Việt Cộng bắt người tàu đó là cho là theo của kia là chống lại Việt Nam đấy, thì vụ mà đánh nhau Nam Bắc đó, giữa biên giới ngoài Bắc đó, thì tù Việt Cộng, tù của chính trị và của Trung Cộng đó, thì là được ăn chuối ngày thứ năm. Thành ra họ thấy họ mình cũng cô đơn, họ cho mình xe, cho mình chút đỉnh, thấy thoải mái. Thế thì tôi trong ở Chí Hòa đó, tôi gặp mấy các bạn ở trên chiến khu Cao Nguyên phải bị bắt, nhưng mà chúng tôi tặng lờ, nói không biết, nó chưa biết cái đường dây giữa tôi là cái thành phần về tổ chức và cái thành phần gọi là cái đường dây quân sự. Chứ nếu nó biết tôi có súng là chắc cũng không thoát. Nhưng mà cũng nói thật là cũng nhờ may, nó chỉ thắc mắc đây. Trong khi nó nói chuyện, nó hỏi cung tôi, thì cái người chấp pháp hỏi cung tôi là tên là Ba Sơn. Anh ta nói đủ hết, khai mọi cái hết.
anh hỏi tôi rằng anh học tới đâu. Dạ tôi học đến cử nhân luật. Và tôi bảo là hệ cử nhân luật là thượng. Và anh làm gì ở trong quốc hội? Tôi làm thư ký. Khai bí thư là chết á. Làm thư ký, bảo thư ký làm gì? Thì viết chép vớ vẩn. Bảo sao, tại sao anh vô làm chỗ đó được? Thì bên này thông cáo mà, họ cần thư ký thì tôi đến tôi xin. Bảo anh có quen người nọ kia? Bảo làm sao tôi quen được? Tôi là thư ký quen. Nghĩa là có những cái họ thì họ gớm lắm, có cái họ không có ấy gì cả. Thế thì họ nói là, anh đất nước như thế này rồi, độc lập tự do thế này, tại sao anh theo Mỹ? Tôi hỏi, anh có chắc anh chống Mỹ bằng tôi không? Tôi quật người rồi ra cái, nó trợn mắt này. Tôi nói cho anh biết đó, Mỹ đó, nó cho các anh ăn. Trong 20 mấy năm, các anh không chiếm nổi một quận. Bây giờ chỉ có mấy tháng, nó cho các anh chiếm, coi chừng các anh mắc bẫy đó. Xong nó cứ nhìn đi, nó cứ nhìn tôi. Tôi nói cho anh biết, tôi nghe người ta nói thôi. Bà Nguyễn Thị Bình nói rằng, nói tướng Nguyễn Đức Thắng rằng, hãy giữ các anh ráng giữ Sài Gòn để có chính phủ liên hiệp. Ê, tôi nói câu đó thôi. Ai nói? Tôi nói, tôi nghe người ta nói, dân biểu nói. Tôi nói thì dân biểu nói rào rào. Tôi không tin. Thế tôi bảo bây giờ đó, mình bây giờ nếu mà nó để nó truy mãi về đường dây quân sự là tôi chết. Mấy anh em kia bị chặt hết rồi. Thế tôi bảo thôi, lạy Chúa cứu con. Nhưng con lúc này là con chỉ có trông cậy Chúa, bởi vì con bị là vô biệt giam đây, là không còn liên hệ với ai cả. Đói khổ. Thế rồi thì nó bảo anh phải suy nghĩ đi. Tôi bảo bây giờ vẽ, bây giờ trước khi tôi đi tù, tôi có đọc cái tài liệu Stalin. Stalin nói thế này này: với kỹ thuật điều tra của đối phương, của địch á, thì các đồng chí khó lòng thoát hiểm được. Cách hay nhất là các đồng chí phải biết nói dối một cách khoa học. Nghĩa là tôi khai triển cái câu đó, cái là cái gì nó biết 100% đừng có chối, nhưng mà giải thích nó nhẹ đi. Và thứ hai là viết nó dài. Người ta đi vẽ người thì khó, vẽ ma thì dễ. Thì những cái loại thường mà chung quanh mình biết thì mình khai ít thôi, mình khai lơ mơ. Nhưng mà ma là ông bé đó, để ta vẽ đó, thì là cái con ma mình muốn vẽ nào vẽ, nó không biết. Đến buổi chiều nó gặp lại anh, ai nói câu đó? Tôi nói đại tá Nguyễn Mẹ nói câu đó. Nó bảo anh nói đúng, nghĩa là nó xác nhận rằng giữa cái đám mật trận giống miền Nam Bù Nhìn và Hà Nội, xíu ủy đầu não của nó là có khâm lịch với nhau, chống đối với nhau. Chú, tôi có thể nói giam ở ba chỗ. Thứ nhất ở quận 6 không biết là mấy tuần, thì cũng chỉ đấu trí thường thôi. Và Việt Cộng hỏi tôi như thế này: trong mấy ngày qua ở đây các anh nghĩ chúng tôi đối xử với anh như thế nào? Tôi bảo à, thằng này nó cũng gớm lắm á. Tôi bảo ngày xưa thì tôi nghe nói tù Việt Cộng ác ôn lắm, đều cáng đánh đập dữ lắm. Nhưng mà tôi thấy mấy hôm nay các anh đối xử tôi thế này, tôi suy nghĩ rất nhiều. Nói, anh thấy chưa, cách mạng lúc nào cũng ấy, đâu có dám đánh đập nào kia. Tôi vừa nghĩ mẹ nó đâu có tốt gì đâu. Tại vì nó bây giờ nó đang dụ mình khai, anh thành khẩn khai tôi cho về sớm. Nhưng mà mình phải khôn ngoan. Nghĩa là cái gì nó biết một chắc 100% đừng có chối, thì nó không có đánh mình. Nó như vậy đó. Còn nếu mà mình nói dối mà nó biết là chết, nó phản ứng ngay. Thành ra nó không đánh tôi bây giờ hết. Nhưng mà đấu trí thì gay go. Nó hỏi này hỏi kia. Mà đôi khi tôi lại quất ngược lại nó. Thí dụ tôi khai thác về cái mâu thuẫn giữa đám mặt trận giải phóng miền Nam, người Nam đó, với miền Bắc. Thì nó nghi ngờ hết. Nó không có tin Nguyễn Thị Bình, Nguyễn Thị Định. Thì chính vì thế mà sau cái buổi mà Nguyễn Hữu Thọ gặp nhau với mấy người đó, với Lâm Văn Tết đó, thì cái ngày mùng 1 tháng 5 hay mùng mấy gì đó là có cái lễ mừng chiến thắng tại Hà Nội. Thì Lê Duẩn trong cái buổi tiếp tân đó, Lê Duẩn hỏi Nguyễn Hữu Thọ rằng: các anh nghĩ bao lâu thống nhất cả Nam Bắc, nói về pháp lý đó, cái thực tế thì nó nắm hết cả rồi. Thì Nguyễn Hữu Thọ nói theo ý chúng tôi là 5 năm. Thì Nguyễn Hữu Thọ về nói lại với mấy người kia là ông bạn tôi biết lại, nói rằng lúc đó Lê Duẩn nó cười một cách rất đẻo dạ. Mà lúc đó là Nguyễn Hữu Thọ sợ, không dám nói gì hết. Phải nói rằng các anh biết lép vế rồi. Bằng chứng là cái ngày 30 tháng 4, cái ngày 1 tháng 5 mà diễn hành ở Sài Gòn, thì Trương Như Tảng là Bộ trưởng Tư pháp của cái đám chính phủ cách mạng lâm thời của miền Nam
ngồi cạnh Văn Tiến Dũng thì chỉ thấy đoàn quân toàn là dân Bắc, cộng sản Bắc Việt thôi. Thì Trung ương Đảng với hỏi với Văn Tiến Dũng rằng thế quân đội giải phóng miền Nam đâu rồi, thống nhất thì còn gì nữa. Nói câu đó Trung ương Đảng sợ, lúc đó nó dẹp hết các anh, tôi đâu có dại dột thì tôi làm cỗ các anh chơi. Chính vì thế mà Trung ương Đảng sau cái vụ đó về chuẩn bị thế là vượt biên thoát. Trung ương Đảng viết lại trong cuốn hồi ký Memoir Đông Việt Cộng, tức là hồi ký của bản tin Việt Cộng, thì anh ta tưởng thuật tất cả. Nói chung đó, những anh đó là những con người ngây thơ, những trí thức miền Nam đa số ngây thơ dễ tuyên truyền, cho nên theo nó mà không biết, cho nên sau này hối hận tiếc nuối. Cái sự thật là như vậy. Chạy tù thì phải nói là Z30D thì tôi chỉ ở có 2 tháng mấy thôi, nhưng mà ở đầu tiên ở cái quận già trại giam ở quận 6 thì nó nhỏ, thì có mấy bữa thì không thành vấn đề. Nói chỉ chung là chật chội như trong cái hộp á, nóng nổi mệt lắm, nghĩa là cứ buổi tối là nằm như là cá nằm đầy trên sàn, xong thì không có gì để quạt cả, thì lấy cái chiếu á, gấp đôi lại xong làm cái cán để quạt, mỗi người quạt mấy trăm cái để cho anh bắt người ta ngủ, thì được mấy bữa thôi. Xong rồi nhưng mà trong đó cái chuyện buồn cười là cứ sau những cái màn mà sinh hoạt là kể chuyện rồi kia là bắt đầu là kể chuyện Tiếu Lâm. Thế thì riêng sang đến Z30D, khi sang đến Chí Hòa tức là T30 thì tình trạng bị giam rất là khổ. Không khổ về ấy, nhưng mà thứ nhất là mình thiếu cơm, thiếu ăn, chỉ mỗi ngày được một cái nắm cục mì bằng đây này. Rồi thiếu xà bông, thiếu tắm, thành ra cả rất khổ. Nghĩa là nó cay, ghẻ, lở, đói, khát, kinh khủng luôn. Mà chính vì thế mà mình mới thấm thía được cái đời tù như thế nào. Và cũng chính ngay ở tại đó là không hiểu, tôi là cơ dân Công giáo, mỗi ngày tôi bảo thôi bây giờ chỉ có Chúa thôi. Con nằm ở trong cái này cũng giống như là con giúp được đóng đinh rồi, không nhúc nhích gì hết á. Nghĩa là ở một phòng một mình, giống như Nguyễn Chí Thiện nói rằng chỗ tôi nằm chỉ bằng hai manh chiếu mai chiếu rộng, giữa hai người một người hùi một hoa lao. Hỏi bạn tôi còn biết làm sao, thưa tôi đang sống trong trại giam Việt Cộng đó, thì nó rất chặt hẹp và nó ngứa ngay chịu không nổi nữa. Thế nhưng rồi từ chỗ đó đọc kinh không hết, mỗi ngày tôi cầu nguyện tôi đọc tới 12 tràng kinh, mà mỗi tràng là 150 kinh, phải không? Vui thương mừng mà vẫn không hết giờ. Rồi ban ngày thì buồn ngủ, ban đêm nó nhớ nhà rồi buồn thù quá. Phần tôi là người tù chính trị ở đó thì một ngày nó chỉ cho ra 5 phút để mà rửa bô với lại lấy nước. Một tuần mới tắm một lần, ghẻ lỡ đây mình. Mà rất khổ là vì đã đói như vậy mà đau bụng thì có một cái xô nước thế này. Tôi uống nước ở trong cái xô đó. Rồi khát nước, rồi xin lỗi lúc mà buồn đi vệ sinh, tôi cũng đi luôn vô cái đó. Rồi mai đổ đi, rồi lại như vậy suốt bao năm trời. Suốt tới 7 tháng, rồi sau đó sang phòng 50. Thì nhờ anh em khác thì có xà bông rồi hết. Cho nên nói chung là đói khổ, nhưng mà tôi vẫn cảm ơn Chúa ở tù 2 năm. Nói không vẻ nhưng mà là sao? Nhờ đó tôi sáng tác được 400 bài thơ. Thì sau gần 2 năm, chuyển tại tôi ra ngoài Z30D. Và tại Z30D thì tôi ở được chừng ở đó thì thoải mái hơn. Thứ nhất là tôi được ra nắng, rồi ghẻ lở thì hết, rồi đi tắm. Thế thì nhưng mà cái tư tưởng vượt ngục của tôi là tôi vẫn nuôi trong đồng. Và tôi có một người đàn em cũng ở trong cái chiến khu Công Nguyên ra gặp nhau ở đó, thì bây giờ hắn chết rồi. Thì ngày đó là tôi đi ra ngoài đó thì gặp bà Hồ Hữu Tường, một cái nhân vật hồi xưa đó Cộng Hòa và theo phái trung lập đó, và nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, cái tác giả bài gì Trời Mưa Bên Dưới Anh Đi Về Đâu đó. Thì tôi ngồi cạnh ông, tôi hỏi chuyện ông, lúc đó ông sưng phù thế này, thì ông nói ông yếu lắm này. Rồi mấy ngày sau thì tôi thấy là nó trả ông Nguyễn Văn Đông về chỗ nào đó tôi không biết. Rồi ông Hổ Tường thì trung mặt sưng phù mà người đen đi chậm chạp lắm, rồi muốn sau thì cũng chết. Còn nhạc sĩ Văn Đông thì tôi nghe nói sau này thì ông về thì ông khỏe mạnh ra, rồi ông cũng lại trả lại tự do lại như vậy thôi. Thì tôi ở đó có được chừng từ 25 tháng 27 tháng 5 gì đó ra đến 23 tháng 8 năm 80 là vượt ngục thoát. Trước đó là tôi đã tính vượt ngục nhiều cách nhưng mà không được. Thứ nhất là tính rằng
trong tất cả cái trại tù đó hồi đó còn lợp lá và cái vách bằng những cây cây tre chứ không phải xây như sau như bây giờ. Và anh tất cả các thì nó có ba khu là ba ca, thì K1, K2, K3, tôi ở K1. Mà cái dãy của tôi là cái đội 33 và nhà 7, nó gọi là nhà 7. Thì trong cái nhà đó nó ở sát hàng rào, gần hàng rào, tức là có cái sân nó tới hàng rào. Hàng rào thì nó bằng tre mà nó có hai lớp trong lớp ngoài, ở giữa là dây thép concertina nó quấn ở giữa thế này. Rồi trong cách mấy thông thức lại có một cái chòi canh. Thì cái cửa mà cái nhà 7 đi ra đó là cái sân tụ họp về sau này đào cái hồ. Thì lúc đó tôi là đội 33 thì ở chung với cái đội 34 là những cái người mà tù vượt biên hay chuyện gì khác. Đội 33 thì thuần túy là cũng là chính trị nhiều. Thế thì tôi nhớ lúc đó chúng tôi mấy đội đó thì tôi đang tính là mình sẽ tìm cách mà mình rút một cái cây tre ra để mình chui qua thì cái đó dễ rồi, nhưng mà làm sao có thể thoát được ai hàng rào là vấn đề khó. Thì đang nghĩ thôi thì đã có người làm, cái tên đó là tên tù, tên là Phương, tôi biết tên là Phương đây. Thì anh ta nổi tiếng là tù lười, cứ ở nhà thì cứ quét dọn với lại bê, nhưng mà đó là cái mưu lược của Phương. Nghĩa là một ngày kia tự nhiên cái người trong đó đội trưởng của tôi là tên là Lê Hữu gì rồi, anh ta chết rồi. Thì anh ta báo cáo cán bộ nhà 7 có việc cấp cứu. Thế thì tự nhiên cán bộ nó nhao nhao tới, nó chung quanh cái gì. Thế thì báo cáo cán bộ đây có người vừa thoát. Thế là nó đưa súng lên nòm cạch. Xong nó bảo nằm im, đứa nào rút chết là bắn bỏ. Thì lúc đó buồn cười nhất là có cái tên trên tù chính trị nhưng mà tên là Trần Thọ Sâm. Anh ta nói đi tù rồi bị gì giao đó, gì vượt biên sau đó. Anh ta bảo báo cáo cán bộ, rồi sao? Đề nghị cán bộ cho nó hít thì sẽ bắt được tù, bắt nó lại được. Làm cho cả trại cười, còn cả cái khu đó họ buồn cười. Vì anh ta buồn cười lắm. Nhưng mà buổi sáng ra đó, thì thấy là Phương nó rút được ba cái ống tre. Ba cây tre là cái vách đó, rồi nó đi ra ngoài cái cầu tiêu ở ban ngày đó, thì nó lấy cái tấm ván để cho ngồi đi cầu á, nó rút cái tấm ván ra, nó bắc qua cái hàng rào, bởi hàng rào tre hai bên giữa là công xe ra, nó bắc qua đi mà đi bộ nhảy qua, mà hai cái anh nằm bên cạnh nó biết mà không dám báo cáo. Nhưng mà sau khi nó đi rồi á, đoán rồi mới báo cáo. Thì sau khi mà Việt Cộng cái cán binh trong đó nó ra nó ba thì nó bắt ngay hai cái người nằm hai bên. Một, tại sao chúng mày biết chúng mày lại không báo? Nó ngủ đi, tôi ngủ tôi đâu biết lúc nào đâu. Thế nó bắt đánh nhốt 2 tuần vậy thôi. Đây là thứ nhất, là coi như tôi bảo thôi, cái màn mà rút nhưng không được, bày hôm sau đó dùng thép gai nó bao tất cả từ nóc cho tới chân cái nhà đó, giống như cái tấm lưới bao cả cái nhà dày mấy gian nó như vậy đó. Rồi không ra được. Thứ hai là chúng tôi mặc đồ trắng, đóng cái dấu Z 30D ở giữa lưng, mặc đồ trắng như đồ tang đó, thì hết đường đi rồi. Thế tôi bảo, tôi lại bàn, bảo bây giờ chắc là mình nhắm khi buổi chiều về mà tập họp đó, tìm cách mình lúc mình tắm đó, mình chui xuống cái chuồng heo, xong mình trốn vô rừng. Nhưng mà hôm đó về tự nhiên cái đội 34 thiếu hai người, tên đường biển đường khai, ai ngờ nó chui chỗ đi mất. Và tôi bảo cái thằng này rồi. Lúc đó mình nhớ ra à, thấy nó mặc khác đồ, bỏ thằng cha này nó khùng, như vậy thằng nó giỏi. Nhưng cái anh bà lì ở nhà là tay gớm lắm, mà mưu được mưu của tù kinh lắm. Thì đến trường hợp của tôi thì nó lại khác lạ, là vì ngày đó nó bầu hàng tuần họp xong nó bầu tôi là chiến sĩ lao động xuất sắc, cho nó cho tôi đi nấu nước. Nghĩa là trong cái toán đó là tôi được quyền nấu nước, thì là kiếm cái gì củ gì xong nấu cho anh em ta uống nước trong đó. Nhưng mà chúng tôi chỉ ở trong hội trường chứ không được đi ra ngoài cái hàng rào. Còn những cái thành phần mà sĩ quan và tù cải tạo hay là nọ kia thì nó cho ra ngoài quốc vườn hay tự giác thì dễ dàng. Chúng tôi là cái tù chính trị mà mới ra thì nó chỉ cho loanh quanh đó đi. Nhưng mà cái anh quản giáo trong đội tôi có một anh quản giáo, ba tên công an một anh quản giáo, tên là quản giáo Lương. Người nó cũng bình thường, người Bắc mới vô, anh ta coi ở đó, anh có nhà đó, anh ta bảo
thấy tôi được bầu làm chiến sĩ lao động xuất sắc là tưởng tôi là tốt, với thêm mấy người nữa anh ra quốc vườn cho tôi. Nghĩa là đúng như là Chúa cứu, nó bắt mình ra quốc vườn cho nó. Thì chúng tôi tự do đi qua cái bờ suối sang đó, nó dẫn sang đó để quốc vườn vào mấy tiếng thì chúng tôi sẽ ra gọi về, vì chung quanh nó có những công an nó gác rã ở chỗ rừng, chỗ ruộng đó, chỗ đấy đó. Thế hôm đó thì tôi lại mặc mỗi cái áo bà la, áo bay vô thôi, mấy cái quần đen là thôi, no way, không có thể trốn được. Thế nhưng nó bảo ngày mai canh ra quốc vườn nữa, thì tôi thế tôi bảo ok, thế tôi bảo thằng này em tôi thằng này ngày mai đó, nếu mà anh gọi em đi lấy múc nước đó, thì em đi theo anh ngay nghe chưa, mà thì mình có cơ mình tính với nhau. Đêm đó trời mưa tầm tã luôn, không thể có trận mưa lớn như vậy hết. Thế sáng ra thì chúng tôi đi, đội tôi đội 33 bao giờ cũng đi sau cùng, các đội 1, 2, 3, 4 là đi trước đội 33. Hôm đó thì cái đội tôi không biết là lâu nhau thế nào, rồi nó nói đội 33 đi trước, trời ơi, thế là tôi đi luôn. Thì cái thằng đàn em tôi là tên Triệu, nó vừa lấy được cái quăng gánh thùng nước ở nhà bếp đi ra, rồi thằng này là phải ở nha, tôi bảo thôi số ngày là ở lại. Ra ngoài đó thì tập họp ở cái chỗ hội trường gần gần cái chỗ mà lúc đó nó xây một vài cái nhà mái ngói đỏ, thì là để làm cái nhà kho, với lại gần đó có cái buồng hạnh phúc. Biết buồng hạnh phúc là gì không? Là cái buồng mà những ông mà tù cải tạo và thuộc loại giác ngộ là kia thì lâu lâu vợ thăm thì đến là cho ngủ lại 1, 2 đêm đó, thì gọi là buồng hạnh phúc đó. Không biết có hạnh phúc hay không nhưng mà nó đặt tên như vậy. Thế thì nó bảo hai những anh em qua đâu ra đây. Thế là tôi nhảy ra liền, trong nhóm đó có 5 người thì ra bờ suối đó. Phải nói rằng thì là nước suối nó chảy như thác vậy, bởi vì đêm qua trận mưa lớn mà nước đỏ ngổ ngầu. Từ đây qua tới kia cũng phải tới mấy mấy thước, mà khi mình bơi đó, mình nhờ lội đó, là nó trôi theo dòng nước thế kia. Mà có một ông tên là anh Bỉnh, mà trước kia là lính thủy lục chiến, bơi không nổi, xin về. Thế còn mấy người nữa ở lại thì bơi qua, là tôi thì dân cũng biết bơi rồi. Ai ngờ mình xuống người lúc mà nước trôi như vậy là mình chỉ đập hai tay là nó đẩy mình đi. Thì thay vì thẳng là nó đi thế này sang kia, quốc vườn. Nó bảo 9 giờ nhá, quốc vườn để rồi thì là tôi 9 giờ tôi ra tôi gọi về, đi từ lúc 7 giờ. Đến trong thời gian mà ở đó thì tôi chuẩn bị rồi, phải tính vượt thế nào đây, là không cho ai biết. Cái buồn cười có thằng cha Trần Đức Dục, nó bảo mấy hôm nay kỳ quá, mí mắt mình nó giật giật thế nào á. Thì thằng tù thằng Luật nó bảo cái gì mà ấy, nó bảo Luật đi, này mày đừng có trốn nè, mày mà trốn là chết bỏ mẹ chúng tao hết á. Là cái khác nó không biết tôi mà nó cứ nói vậy. Xong tôi bảo vợ cậu nhớ cậu đó, đàn bà mà người ta yêu thương nhau, người ta nhớ nhau rồi là người ta là mí mắt giật. Không, vợ tớ mới thăm tuần trước sau giờ nó giật kia lắm. Tôi nghĩ bụng tôi là vượt ngục, cái bảo đảm mấy thằng đấy đủ thì mình đâu có nói được. Mình mục đích mình vượt ngục và nói thằng em là anh tiếp tục chiến đấu. Thế thì khi mà 9 giờ thằng quản giáo nó ra gọi về, buồn cười hôm trước nó bảo các anh thấy không, đời sống chúng tôi cán bộ có sướng gì hơn các anh đâu, cũng ở trong tù mà thôi. Thì bây giờ nhà nước nuôi mình không đủ thì mình phải ăn lấy của nhà nước. Nó bảo tôi các anh lặn bắp cho tôi đi. Thành ra chúng tôi cứ vặt bắp trong bỏ cái bao trong cho cán bộ nó ăn về nhà nó riêng. Nó có cô vợ với đứa con đó, nó ăn được. Nó bảo nhà nước lo không đủ lại còn hết đó. Thứ hai là hồi này nó đau lưng quá, đau lưng quá nằm ngửa thì không được, thích nằm sấp. Anh nhầm cười bảo chả lẽ nằm sấp trên bụng vợ hoài. Anh lại cười. Chính thằng quản giáo Lương nói vậy. Xong rồi nó về, nó hôm sau nó gọi bảo bây giờ đến giờ các anh về. Thì tôi bốn người kia là xuống cái bờ suối, xong bơi bơi. Lúc đó kiến nó cắn tôi nhiều quá, tôi chào tôi không nhiều quá. Thằng Loạt bảo anh sao chịu kiến cắn này vậy? Ừ, các chú bơi trước đi, để anh thoát kiến không bơi liền. Thế tôi nhắm được bốn người kia đi tới giữa dòng. Bên này tôi chạy một cái ảo cái vô rừng. Ở giữa nước nó đủ chạy được. À thế là ô chị nó trốn, chị nó trốn. La rầm lên. Tôi hoảng quá quăng tùm lum tả la hết á. Nghĩa là mang được cái áo với lại tính là lấy một con dao phòng rờ vô rừng. Nhưng mà lúc đó thì trời nó quang. Hôm trước thì thấy nó còn cây bắp. Mà lúc đó thì chạy, nghĩa là chưa có lúc nào mà nó mệt như vậy mà cũng thấy sung sướng như vậy. Nghĩa là mình từ trong cái lồng chim mình thoát ra. Nhưng mà khổ nỗi là nhìn lên thấy cái chòi cao ở gần đó khoảng 300 thước, có thằng công an nó đang ngồi nó gác nó ngủ ở đó, nó không để ý. Thế tôi cứ luồn luồn dưới cái lùm cây thì thấy một cây
cái cây gỗ mà nó mục nó đổ xuống thì trên có một cái dàn bí. Thế tôi chui vào đó thì tôi thấy ở dưới có cái hang, hóa ra có cái đường nước suối nó đi vô đó, nó chảy nó hừa vô thành cái hang lớn. Tôi chui vô cái đó, vô cái đó thì tôi dự trù rằng cái bốn cái người này về mà báo cáo quản giáo thì cũng mất, nó về đó thì 10 phút, thì bà quản giáo báo cáo về đến cho trung ương chắc 10 phút, rồi thì do cái đám vệ binh để bắn súng thì khoảng 3 phút là có thể nó biết. Thì tôi tính khoảng đó là bắn 3 tiếng súng đùng 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 là biết là có người vượt ngục đó, vượt thoát rồi. Thì tôi nằm đó mà cái cảm tưởng của mình là những người vượt ngục khác đã ra là vô rừng với ai ở đó. Nhưng mà đâu có ngờ rằng chính tôi còn ngồi cách thằng cái hành công an nó có chừng 300 thước, vì tôi nằm trong cái hầm đó không biết. Thì tôi chờ cho đến buổi trưa đó, gang 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 là lúc đó mà tù vô chuồng để ăn cơm trưa. Tôi cứ nằm đó thôi, nhưng tôi ngó ra ngoài thấy quang đời không được, phải nằm chịu chết ở đây. Rồi đến 6 giờ chiều lại đi, đến khoảng 3 giờ chiều lại thấy cái tiếng xe bò nó cùng gang, lại có chó nó sủa ngẳng, người ta bỏ chết mẹ này. Không chừng mà nó đưa chó ra nó hít thì là mình lãnh đủ. Nhưng may nó đi qua từ K2, K1 đi đâu, tự nhiên qua tôi ngó tôi thấy, tôi nằm gì đó. Từ tới đến 6 giờ chiều thì nghe tiếng cảng cũng càng càng là tù vô chuồng. Bắt đầu tôi mới chuẩn bị, tôi tẩy xóa tất cả những vết, rồi tôi cái gì đó. Xong tôi bắt đầu tôi đi bộ ra, tôi nhắm cái chui ra cái ngoài cái xa lộ, cái đường mà Sài Gòn Phan Thiết đi lối đó đó. Thế đi lối đó thì đi được một quãng thì lạc vô cái rừng gai, phải vượt qua mấy cái suối nhỏ đó. Cái rừng gai mắc cỡ nó kinh khủng lắm, phải dùng một cái cây gạt nó ra. Và đi ra đến chỗ cái luồng, cái gọi là cái vườn mà luồng vườn lang đó, rau lang đó. Tự nhiên cái trong gáy tôi nó dựng này, nó có một cái feeling, một cái cảm tưởng rất là sợ. Tôi vội tôi nằm xuống, tôi kêu để Chúa xin cứu con. Quả nhiên tôi nằm sấp xuống thì trong vòng tích tắc chừng mấy một phút gì đó, thì có hai thằng công an nó đi ngang qua cái đường cây trước mặt. Nghĩa là tôi có cảm tưởng này giác quan thứ 6 Chúa cho mình. Và tôi mừng quá, sau khi nó đi rồi bắt đầu yên trí. Tôi mới chạy cái vèo cái, chạy sang kia, thấy cái, nhưng ai ngờ thì chạy đụng vô cái nhà của cán bộ, cái đang Hồ Chí Minh muôn năm từng tưng tưng. Thế tránh xong rồi chạy một đi một bộ một mặt nữa, ra tới đường lộ. Bảo bây giờ phải sang bên cái đường bên kia. Mình sang bên kia thì tự nhiên trời tối quá, giống nước lõm bõm, chó sủa ầm lên, một chết rồi, lại vô nhà ông bảo nó báo cáo chết. Thế là vội chịu trần ở cái chỗ bên này. Tôi vô cái lùm tranh tôi ngồi đó, không ngủ được, mà đọc kinh, rồi làm thơ, bài thơ, vượt ngục. Rồi sau đó đến 4-5 giờ sáng thì thấy có người đi trên đường. Thế tôi giả vờ giống như cái người địa phương mình đi vệ sinh ở ngoài rừng đó. Lỡ đi xong đi một quãng nữa thấy một cái nhà thờ khu căn cứ 5. Thế là tôi vô tôi dự lễ. Mà mình cũng bình thường, mình cũng lo mình cải trang, mình có cái áo mình giấu rồi. Đó kia thế thì lấy xong thì tôi lấy được một cái miếng vải nhựa màu xám. Nó cho để đi là áo mưa đi mà đi lao động đó, ở trong tù đó. Thì tôi đi ngang qua thấy một cái chợ. Thế cái chợ xong đi vòng cho không thấy công an gì cả. Tôi hỏi cô hàng xén, ba nàng này. Bây giờ tôi là cán bộ phải bắt công tác, bây giờ hết tiền này. Còn có mỗi cái tấm này thì chị mua dùm tôi đi. Mình giả vờ nó bảo tôi trả anh 6 đồng. Mừng quá. Thế nó chờ lúc lấy 6 đồng đi một quãng. Tôi thấy một cái đi trên đường đi, thấy ngó ngó xa xa, thấy cái gì nguy hiểm là vô trong rừng. Đến cái chỗ đó thấy một cái bà già bày bán một cái quán, xong thấy có tượng Đức Mẹ của giúp. Tôi bảo mama bán cho con một đồng chuối. Và ấy ba cho một đại chuối, trời ơi vì nước mưa ngon quá trời ơi. Thế là còn 5 đồng. 5 đồng sau nghề đi một quãng nữa. Một quãng nữa đi tới không biết bao nhiêu cây số, từ gần đến núi Chứa Trang. Thì ngã ba ông đồn gì đã quên rồi. Rồi đến một cái quán nó thấy một cái cô hàng đó thì cũng bảo thôi bây giờ tôi không có tiền, giờ tôi có mỗi đồng mua cô đồng chuối. Xong thì hôm đó, hôm qua, hôm trước là ông Cha Hòa, ông Tù đó, ông cho một cái gói mì, cái túi này. Thế thì sẽ cố cho cái chút nước nóng hâm vô mình ăn. Ăn xong này một đồng chuối được 3 trái gì đó, không? Như vậy là còn 4 đồng. 4 đồng đi bộ về tới chỗ ngã ba ông đồn, đấy là gọi là núi Chứa Trang đó. Thì hỏi người ta rằng bây giờ đường về Long Khánh hết bao nhiêu, thì nó bảo là 3 đồng. Thế là tôi lên cái ngó không thấy công an gì cả, tôi giả vờ tôi lên xe đò ngồi. Đò xong thì trả tiền xong, vừa ngồi xong thì gặp ngay đồng chí gái. Ông đồng chí công tác ở đây à?
Chào đồng chí, khỏe đồng chí ở cơ quan nào? Mình cũng giả vợ cán bộ, cô người ta lại cứ tưởng là mình dân Bắc Kỳ là cán bộ công tác, nói chuyện nọ kia lại cố vẻ cô thích mình đấy chứ. Nói chuyện này hoắn bỏ xong cuối cùng là nhá thôi đồng chí nhá, đi bằng an tôi vô đi thăm cơ quan tôi. Thì lúc đó còn một đồng thôi, một đồng ngay gã ba mà đi vào ấp Bảo Thị thì có người quen ở đó, thế là hỏi máy cày để hết bao nhiêu, một đồng, tức là đúng 6 đồng vừa chẵn lên, thế là thoát. Thì hôm sau tôi mới báo cho, tôi có đi cháu ở đó, nó lấy chồng đó, nó báo cho bà xã tôi. Bà về, bà ấy, hôm sau bà ấy đến bí mật xong bà ấy đưa tôi về một cái vùng hố nai hay vùng nào đó. Rồi có một lần kia tôi không còn chỗ nào trốn cả, thì với tôi xin một cái dân quốc vườn của nhà giàu và tôi ở trong rừng, nghĩa là lúc nào cơm nước thì có khi bà sơ bà ấy lén bà ấy đưa ra tôi ăn, còn tôi ở ngoài đó thì nó đâu biết ai. Thành ra sau 2 năm thì cũng nhiều cái chuyến lắm, thì đến cái ngày 15 tháng 8 1982 thì có chuyến vượt biên là tôi thoát. Mấy lần trước là cũng kinh khủng lắm nhưng mà không bị bắt, mà cái lần này là đúng là ngày tôi nghĩ, tôi thấy rằng khi mình có lòng sùng kính Đức Mẹ và bề trên thì Đức Mẹ thương cứu mình, thành ra tôi được cái ơn, tôi cho rằng đó là ơn Chúa cứu tôi, và tôi vẫn thường cảm ơn Chúa, lạy Chúa, còn cảm ơn Chúa vì con được ở tù 2 năm, cũng như nếu mà con không đi tù thì con đâu biết làm thơ, mặc dầu tôi cũng là giáo sư quốc văn mà tôi đâu biết làm thơ Thất Ngôn Bất Cú, mặc dầu mình là thầy nhưng mà tự nhiên nó, lúc nó có hứng á, tự nhiên nó hay lắm, nó lạ lùng như vậy đó. Cái bài đầu tiên buổi ngày này quý thính giả khán giả biết rằng hồi trẻ mình hay chơi cờ kim mộc này, kim mộc thủy hỏa thổ các bạn, à đây tôi này. Kim mộc tung ra một ván cờ, ngũ hành vận chuyển ắt không lo, khi thông lúc biến muôn hình trạng, hết cảnh tục ngục tù lại tự do. À, tức là cái kim mộc thủy nó luân phiên với nhau, nó luân phiên thế này thì nó sẽ có biến, và cuối cùng thì hết cảnh ngục tù lại tự do, mình cảm thấy lúc nào mình cũng lạc quan. À, rồi từ đó chuyện vượt biên thì phải nói rằng thời gian đó là nó rất thịnh hành nhưng mà rất là phức tạp, rất là khó khăn. Mình có đi rồi mới biết nó khó khăn như thế nào. Là vì thứ nhất á, mình ví mình như là một con chuột mà tới cả triệu con mèo nó rình xung quanh. Nhưng mà trong cái, người ta nói trong cái khó nó ló cái khôn, nghĩa là trong cái cách hở nó cũng vẫn có cái hở. Thí dụ chế độ cộng sản là đàn áp bóc lột ở kia, nhưng mà ai mà chả thích tiền, công an nó thích tiền không? Tôi nghe giáo sư Phúc nói thì là cũng nói vợ các anh công an đến mà khám xét tài sản ngoài chợ lớn bị hối lộ hết, dễ dàng lắm. Người ta cái gì, người ta nói cái gì không mua bằng tiền được thì mua bằng gì? Nhiều tiền, nhiều tiền là thắng thôi. Thế bây giờ nó đến nó khám thì tôi nghe nói ba tàu chợ lớn nói thế này: các anh nhé, các anh bắt chúng tôi thì cũng về, bây giờ đó các anh muốn ngon đó, này cầm mớ đi, khai nhẹ nhẹ thôi, nó cho tiền đó, thiệt là nó ăn tiền là thắng phải giữ thôi. Thế là lấy tiền khóa cái miệng chúng nó. Thì cái chuyện mà vượt biên cũng vậy, nghĩa là bến bãi nó canh làm gì, lâu lâu nó phải kiếm một chuyến vài cây vàng chứ, không lẽ ngồi không để bắt người ta làm gì, lấy chỗ gì mà nuôi. Thế cho nên cái dân vượt biên mới đầu trong cái thời gian mà 3 tháng 4 thì an ninh nó chưa có công an biên phòng nọ kia, nó còn dễ dàng, người ta đóng tàu người ta vượt dễ dàng. Nhưng mà sau chừng vài năm thì càng ngày nó càng rít, công an đổ kia nó chằng chịt rồi đủ thứ hết đó. Cho nên bây giờ phải tìm cách. Cái khổ nhất là đối với trường hợp của tôi, thứ nhất là mình là tù vượt ngục, thứ hai là bây giờ chạy thì là thoát, không thoát là chết. Mà hồi đó tôi lại cũng có cái, cũng nói thật là mình cũng liều đấy, tôi viết một cái tập thơ chửi Hồ Chí Minh ở trong túi này, tôi sợ tôi quên mỗi ngày ở trong tù. Tại sao tôi nhớ được 400 bài? Là vì giống như đọc kinh á, dân công giáo phải nói là kinh hạt thuộc dữ lắm, một cuốn kinh toàn niên và từ đầu cũng đọc hết, thuộc hết. Thế thì mỗi ngày tôi phải đọc lại một lần cái những tập thơ đó, sau khi vượt ngục 3 ngày tôi viết lại hết, và cái bản đó tôi vẫn còn đưa qua bên này đó. Thế thì bằng viết rất nhỏ. Thế thì bây giờ khi vượt biên á, là mình phải kiếm cái đường dây bến bãi, cái tàu đó của ai và bao nhiêu lốc rồi đi như thế nào. Mà trường hợp của tôi là sao, đi là phải thoát, không thoát là chết. Thế tôi kể, tôi đã cái lần thoát đó là đúng là cái lúc mà Chúa xui khiến cho mình gặp may. Mấy lần trước thì hụt chết, có lần đi rạch giá, bà chị tôi bà ấy nói là có mấy người buôn ở rạch giá, họ nói họ có tàu,
Và bà chị tôi nói rằng bởi vì bà chị tôi bả cũng buôn vàng, thành họ tưởng là bả có vàng, thành cho ông đi với con ông đi với tôi đi thì nó gọi tôi là ông thầy. Thì cái cô là cô Năm cô gì tôi chả nhớ lâu quá rồi, là cái người dẫn mối, thì nói rằng nó nghĩ rằng bà chị tôi sẽ bỏ tiền sang cho ông anh rồi cầm theo là thế nào nó cũng cướp một mớ. Thế thì lúc đó tôi đi thì tôi cũng nói là ngày trước tôi có làm toán định giá xong rồi, nó nói rằng đến đó ở nhà cô ở đâu, nó ở nhà 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 cháu ở đường 6 Mạc Cửu, thì tôi ăn được Mạc Cửu tôi biết. Thế xong này hôm đó đi đi thì đến đó đến cổng Tam Quan ở ngoài đánh giá, thì tôi bảo bây giờ anh con nhỏ nó bảo người dân mối bảo bây giờ mà bác này với lại cháu này đi trước, đi trước. Thế ông đi xe, cái xe lôi nó đạp nó kéo vào trong chỗ nhà nó chứa để đi xuống bến đó. Đi xong tôi chờ 10 phút, 2 phút, 3 phút, nửa tiếng, 1 tiếng, không thấy gì cả. Thôi thôi, coi nguy rồi. Thế tôi vội vã tôi lấy xe, tôi đi. Lấy xe lôi đi, đi một quãng thì ông gặp ông nhà tôi. Cậu ơi, mà sao? Bị lừa đi cậu ơi, mình chết. Trời ơi, cái này là chết á. Tôi bảo bây giờ biết sao đi. Mình bây giờ mà nó bắt được thì là tiêu tiêu luôn. Thế tôi bảo thôi bây giờ chúng ta vào nhà lồng thầy giá kiếm cơm ăn, ăn xong rồi thôi sang cuối nhà thờ mình ngủ thì sáng mai mình về chứ bị biết sao. Nhưng mà quả khi ăn cơm xong rồi sang đi qua cái cầu rồi sang nhà thờ cuối nhà thờ nằm đó, thì tự nhiên cái mí mắt tôi nó giật cái đùng một cái như là có người lấy tay nhéo vào cái mí mắt. Tôi kêu tên lạy Chúa, xin Chúa cứu con. Thì tự nhiên có một ông giọng nó Bắc Kỳ, thì tôi biết ông này Bắc Kỳ năm tư. Ông bảo các ông ta ở đâu nằm đây? Mà dạ chúng tôi bên Long Xuyên sang đây chơi giờ trễ rồi không biết sao nằm đây ngủ mai về rồi. À nếu có phải như vậy đó thì tôi mách ra ngoài cổng tham quan đó, nó có cái nhà ngủ bỏ ra mấy chục chứ các ông ngồi đây tí nó sẽ bắt thì tôi vượt biên. Có phải là đúng phép lạ không? Thế là vội bài nhà ba chân bốn cẳng là kiếm xe lôi chạy ra ngoài tham quan hết có 20 đồng. Vô trong nhà ngủ ngoài công gác cho mình, nó đâu biết gì cả. Sáng hôm sau đi về. Đó, cái trận đó là hút chết, sợ rồi. Lần thứ hai bà chị nói rằng một chuyến Cần Thơ nữa, bà chị tôi bảy chí tin quá. Thế thì đi một cái xe thuê một cái xe lôi từ Biên Hòa về đến 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 hẹn ở cái chỗ gọi là bến bến gì Trần Hưng Đạo ở chỗ chỗ gần bờ bờ sông đó quên rồi. Thì đến đó thì cái xe chẳng may giữa đường bị hư, thế là thằng cha cái người chở tôi đi xe ôm bị hư bị rầy thì lại đưa đến cái tiệm nó sửa lại. Tôi bảo thôi cái này trễ chuyến rồi không biết sao đây, nhưng biết đâu là cái hên. Thế là nó sửa được, đến khi lên gặp bà chị tôi bảo đây này, lên chỗ đó lên đó thì dẫn một thằng khác rồi đến cái chỗ gọi là cái chợ Phú Lâm, cái xa cảng Phú Lâm. Thì tự nhiên nó mấy thằng đến nó bảo ông có mua vé bỏ cái chuyến đi Cần Thơ, bảo cô mua vé không, bảo có. Thế thì bảo thế ông đưa tiền tôi mua cho, mình mới mua vé chợ đen đó, rồi chợ đen. Thế là mình đưa tiền cho nó, ai ngờ bị lừa. Thật khác không, ông đi đâu là tôi biết ông rồi. Nó thấy mình đi với thằng nhỏ có cái sách, đúng là ông vượt biên. Mà cái nói tầm bậy à, vượt cái gì, tôi đến tôi nhờ anh mua vé, ông vé được thì thôi chứ anh sao anh lại bắt tôi bị làm chuyện vậy. Nó bảo tôi biết ông mà nó có một cái bầy lưu la nó câu qua quay rồi vây tôi lại, vây tôi lại. Xong rồi tôi bảo thôi bây giờ của đi thay người, tôi bây giờ anh cầm lấy tiền anh mua vé giùm tôi, tức là mình cho nó tiền để nó đi. Thế rồi tôi tìm cách tôi trốn sang chỗ khác, nhưng mà tôi đưa tiền cho nó xong tôi chạy ra kia, tôi chạy sang bên cái gọi là cái An Dương Địa Phú Lâm, qua cái đường phố xong vô đó thì thấy sẹt 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 thằng công an chĩa súng về bắt ngay. Trời ơi lúc đó chân tay run rời luôn. Tôi thôi chết rồi, lạy Chúa không cứu con là chết, mà tôi vẫn có lòng sùng kính Thánh Giuse. Tôi tin Thánh Giuse cho nên từ xưa đến giờ là tôi vẫn cầu nguyện và luôn luôn trong mình tôi giữ tượng thờ ảnh Thánh Giuse là đây như thế này đây. Đó, thành ra tôi cầu nguyện Thánh Giuse và lạ lùng là khi tôi gặp cái điều nguy hiểm đó, cái giác quan thứ sáu nó báo tôi biết là cái mí mắt trái nó giật 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 giật, nó giật nhiều là có nguy hiểm phải tránh chỗ đó đi, mà không giật tức là không sao cả, mà ngày hôm đó không có giật. Thế là tôi cầu gắn yêu xe xong thì nó bảo về bóp, thì tôi thuận thẳng tôi đi về. Mà lạ lạ lùng là giữa đường về đến gần cái bến xe xa cảng đó
Thì thằng công an nó bỏ rơi nó đi, có thằng đến nó vỗ, nó đi theo nó vỗ vai tôi này, này anh bắt anh nó có lợi gì, anh đưa tôi 2.000 tôi thả anh về. Tôi bảo tôi đâu có tiền, anh muốn gì thì về nhà nhà bạn tôi chứ tôi có làm gì đâu mà các anh bắt tôi, anh bắt bí tôi à? Bí anh giỏi, anh có muốn thì về nhà bạn tôi nói chuyện. Anh gài bẫy tôi à? Trời ơi, nó bắt mình mà nó bảo mình gài bẫy nó, buồn cười. Thôi rồi, à, thôi được rồi, bây giờ sang kia tôi có thằng cháu kia, thì nó lững thững quá nó thấy không thấy mình chạy sang kia, xong rồi tự nhiên tôi thấy tôi đứng ở đó, cái quầy vé cách đó khoảng chừng 10 thước ấy, tôi thấy nó quay đi, nó vừa quay đi cái tôi chạy vô vô quầy vé, trong tích tắc mấy giây tôi chạy vô quầy vé, tôi không thấy gì cả, giống như mình vô vé. Tôi thấy đằng sau có cái cửa trống, tôi đi ra luôn. Tôi thấy đằng sau cái cầu cá, tôi leo cầu cá, tôi giả vờ tôi đi vệ sinh, mà tôi ngồi đó tôi có không thấy thằng nào cả, thế là thoát. Tôi bỏ hết quần áo, mặc mỗi áo mà cái áo bà lá với lại cái quần đùi thôi, giục hết quần áo hết. Rồi một chút nữa tôi chờ đến khoảng một tiếng hồ không gì á, tôi giả vờ tôi đi bộ đi đi ra xong tôi gọi xích lô này, nó bảo đi đâu mà mặc bê bối này, trời ơi đi giác độ mà, trời ơi lao động mà mình nói. Thế là từ đó nó mới chở tôi về cái nhà ông bạn ở cái khu Chí Hòa, ông cho mượn tiền là tôi về về Hồ Đài nghỉ lại. Đó là cái chuyến gọi là chuyến chuyến hụt thứ hai đó. Một chuyến nữa là xuống Phú Mỹ, là ban đêm cũng ra bến bãi nhưng mà rốt cục nói rằng tàu nó đi nó bị bẻ rồi, thành ra rút lại rút về luôn. Cái chỗ mà tôi đóng đồn đó, tôi làm coi đại đội phó ở cái đại đội đó đó, thì lại đuống xuống cái khu đó đó. Tôi bảo thôi chết này, đêm này mà gặp mấy thằng dân địa phương trước nó biết mình là mệt, nhưng mà buổi sáng không thấy gì cả là tìm cách trốn về. Đó lần thứ rồi thứ ba là coi như hụt rồi. Cuối cùng là cái ngày đó là đúng ngày 15 tháng 8, thì đúng là ơn Chúa soi nói rằng có người dẫn thì họ dẫn tôi đến Sài Gòn rồi ngủ qua đêm, rồi đến sáng sau cho một người đến bảo tôi xuống ghe ngủ ở cái sông Bình Đông, mở ngủ cái ghe một thằng nhỏ, thì cái anh tên là không biết tên là gì, tên là gì tôi quên rồi, thì anh ta mới lấy ghe đuôi tôm chở tôi từ sông Sài Gòn xuống đến Vàm Láng. Từ Vàm Láng thì gặp một cái xe của Ba Cao là cái ghe của Sang Phò đó, là chuyển qua cái tàu lớn. Thế thì may mắn là lên đó mừng lắm rồi. Thế xong nhưng mà khổ nỗi lúc tối nhá nhem tối rồi, Ba Cao bảo đứng đây nha, chờ chút nha. Anh đi vòng 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 trời ơi, một lúc mất luôn Ba Cao. Bảo thôi chết lại chú, giờ này mà còn về nữa là còn chết luôn. May mắn quá anh ta đi mấy vòng đó gặp Ba Cao đi rồi. Thế là thoát lên trên đó rồi đi từ lúc đó lên cái tàu lớn xong đến khoảng 12 đêm nói thoát rồi ba con ơi, qua mừng húm. Đó chuyến vượt biên là kết quả thành công. Đúng ngày đó là ngày 15 tháng 8, ngày Đức Bà Liên rồi bà sát lên trời. 15 tháng 8 1982, cái chuyến của tôi đi là không bị hải tặc gì cả. Khoảng hơn một cái chuyến tàu là 669 PB 669, không bị tặc, nhưng mà đi khoảng chừng 1-2 ngày thì gặp sóng gió dữ quá, mà người ta ói mửa đầy 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 tàu, kinh kinh tởm lắm, mà tôi là người ói cuối cùng. Là vì có hồi xưa mấy người đi biển họ nói rằng khi ông xuống tàu vượt biên hay làm gì đó thì nằm ngửa lấy khăn tay dốc nước rồi đặt trên mặt mà nằm thì bớt, nhưng mà tại vì cái mùi hôi quá trời chịu không nổi, thành ra rồi mình cũng ói thôi. Nhưng mà may mắn là sang đến ngày thứ thứ tư thì sóng gió êm lại, và đến ngày thứ năm là đến Trangalu là thoát đó. Ở Pulau Bidong được tháng 10 ngày thì họ đưa tôi vào trong đất liền trại Sangabisi. Sangabisi thì ở đó được khoảng 4 tháng. Tôi cũng làm coi trao trao coi trại luôn, nghĩa là không làm chức nọ chức kia, coi trại luôn, rồi có lúc thay thế cha xước mông để ra làm phục vụ lời Chúa nhà thờ cho rước mình Thánh Chúa. Rồi sau đó rồi chuyển qua bên hình như khoảng tháng 2 thì sang bên Bataan ở bên Philippines cũng được mấy tháng nữa, thì lúc đó làm teacher aide đi phụ giảng. Rồi sau cái khoảng tháng 7 gì đó tôi nhớ vậy, mấy tháng 7 thì có chuyến bay từ Philippines rồi ghé qua Taiwan rồi vòng qua Nhật Bản rồi đi sang tới Seattle rồi sang Mỹ. Đấy, ở bên Seattle được được đến stop by đó chừng một mấy tiếng thôi, sau đó bay về Missouri
tôi đi cái diện phi kê tự do không nhờ ai cả. Thì đến đó một cái hội hội đoàn Dusko họ bảo lãnh, thì tôi ở bên Missouri, Missouri được chừng thành phố Kansas City chừng 4 tháng, thì tháng gần 10 tháng 12 thì tôi có người quen ở dưới Louisiana, trong đó có người thân của tôi là chú em với lại cha Việt Hưng là trong họ hàng, nên tôi về đó ở Louisiana ở được chừng 5 năm. Thì cuộc sống đó cũng vất vả mà kiếm việc làm khó, thì tôi bay về Cali. Rồi phải ở Cali cho đến bây giờ, tôi được Cali được coi như là 38 năm rồi. Việc về văn hóa của tôi cũng giống như chuyện khác, nó đều là cái ngẫu nhiên tình cờ thôi. Hồi trước tôi không biết gì đến văn bút hết á. Nhưng mà sang đây theo dõi tin tức thì có liên lạc được với quen với bác sư Nguyễn Ngọc Bích. Lúc đó ông là ông ở thuộc cái trung ương văn bút ở miền Đông. Thế thì ông bảo mời tham gia, tôi bảo nói chuyện chơi, tôi chưa có chính thức tham gia. sau 5 năm ở Baton Rouge, từ Missouri, Baton Rouge, tôi về bên này thì có lần gặp Nguyễn Đồng Ngạn. Thế Ngạn bảo ông là ơn ông giúp tôi, vì Bắc Cali này chưa có ai lập văn bút hết. Tôi bảo để tôi lập cho, nhưng mà tôi không làm chủ tịch đâu. Thế tôi trong vòng có 2 tuần tôi kêu gọi được mấy chục anh em làm văn bút, thì tôi để cho người khác làm chủ tịch. Họ mới bảo tôi không, tôi tổ chức dùm thôi. Thế cuối cùng là anh em bảo tôi anh phải ra đi. Thế tôi ra, làm chủ tịch mấy năm xong rồi. Ngay cái chuyện mà làm chủ tịch văn bút hải ngoại với tôi đâu có tính ra đâu. Thưa quý khán giả, sau khi mà hết nhiệm vụ là chủ tịch văn bút rồi là hải ngoại từ 2003 tới 2007. Thì một số anh em trong chế độ cũ, thành phần cần lao cũ, và đặc biệt có giáo sư Hoàng Ngọc Thành, tác giả cuốn mà những ngày cuối cùng Tổng thống Ngô Đình Diệm đó, đề nghị với tôi rằng nên lập cái trung tâm sưu tầm các tài liệu về Tổng thống Ngô Đình Diệm. Thì họ cũng biết tôi là người đã làm việc tại Quốc hội và quen biết rất nhiều, và cũng còn nhớ, như trí nhớ cũng còn khá, thành ra tôi đồng ý. Quý khán giả, tôi xác nhận rằng để sống sót trong cảnh tù đày, thứ nhất là mình phải có niềm tin, nhất là cái niềm tin tôn giáo nó quan trọng vô cùng. Mình đã nhận Thiên Chúa là chân lý, là đấng cứu rỗi, thì phải tin được hoàn toàn vào Thiên Chúa. Trong cái những việc xảy ra trong đời mình, cái đau cái khổ nó cũng đã có cái sự quan phòng của Chúa rồi. Tôi nghiệm như cá nhân tôi đó, tôi tin rằng có sự quan phòng và lòng thương xót của Thiên Chúa, là vì tôi là người gia đình nghèo nàn, ngoài Bắc đi chăn trâu rồi vào Nam, tại sao có thể đi học mà lại học như thế này. Nhưng mà cái học nó chỉ là một cái vốn, cái basic, cái căn bản thôi. Cái quan trọng là mình phải có thiện chí, phải chịu tìm tòi nghiên cứu. Cũng nhiều người tốt nghiệp đại học, cử nhân, bác sĩ, tiến sĩ, nhưng mà không giỏi là vì không chịu nghiên cứu, không chịu đọc. Còn có những người, người ta chịu đọc, chịu nghiên cứu, thì cái đó mới là cái tốt. Cho nên tôi nói giới trẻ chúng ta phải có cái niềm tin, phải có lý tưởng. Thứ hai, chúng ta có bổn phận phải giáo dục giới trẻ, nuôi dưỡng cái tinh thần yêu nước. Thứ nhất là phải đề cao cái dân tộc tính của mình. Cái thứ hai là phải rèn luyện lãnh đạo. Đào luyện lãnh đạo là gì? Muốn đào luyện thì phải tập. Bây giờ các đoàn thể cứ hội với nhau đi, thì cái người nào giỏi phải đê họ, đưa họ lên. Đừng dùng thủ đoạn mà huấn luyện giới trẻ để họ thay thế mình. Thì đương nhiên hễ mà họ làm việc nhiều thì đương nhiên họ có kinh nghiệm, là họ trở thành lãnh đạo thôi. Mà tất cả cuộc cách mạng nó không phải đến từ số đông, nhiều khi nó đến từ những biến cố rất nhỏ. Tôi lấy thí dụ như là bên Tàu, cái cuộc cách mạng Tân Hợi của Tôn Văn ấy. Đâu có phải là Tôn Văn, mặc dầu là lãnh tụ của Trung Hoa Quốc Đảng, nhưng mà cái vụ nổi loạn ở Vũ Xương đó là của đám dân công Hỏa Xa. Họ nổi loạn lên, nó làm thành cái phong trào bùng lên, thì bắt đầu anh Tưởng bên Quốc Đảng mới nhào vô tiếp tay, rồi bắt đầu nắm chính quyền. Tôi vẫn nhắc lại cái điểm vừa rồi là thứ nhất là phải có niềm tin. Cái niềm tin nó quan trọng vô cùng, nhất là niềm tin giáo nó có cái sức mạnh như khủng. Tại sao mà họ dám tử đạo, họ dám chết vì đạo? Cái niềm tin nó chính xác như vậy. Thứ hai, phải tin vào cái vận mạng của dân tộc. Mình tin vào cái sức mạnh và anh hùng tính của dân tộc Việt Nam. Chúng ta nhìn lịch sử, chúng ta hãnh diện và tự hào, thì chúng ta phải sống theo cái tinh thần đó, tính anh hùng đó. Bởi vì trong mỗi người Việt Nam chúng ta đều có cái máu anh hùng. Đừng coi thường, đừng tự ti mà cảm. Không tự tôn, không tự ti, nhưng tự tin. Rất nhiều người chúng ta bị mắc cái bệnh tự tôn, tự ti mà không tự tin.
Đúng không? Vậy thì bây giờ quý khán giả, nếu có con em, con cháu, chúng ta nâng đỡ giáo dục nó về cái tinh thần dân tộc và rèn luyện cái vai trò lãnh đạo. Nghĩa là làm sao chúng nó có thể trở thành lãnh đạo, tức là phải sinh hoạt chung với nhau. Còn bây giờ cứ ngồi một chỗ xong nhảy ra có tiền để ứng cử, cái người đó không phải lãnh đạo. Phải học, phải làm. Cái gì nó cũng không pháp. Mỹ người ta nói câu là nó thì impossible, không có gì không có thể. Tức cái gì nó có một cái giải pháp của nó tương ứng. Thì bây giờ mình phải nuôi dưỡng tinh thần dân tộc đó. Bây giờ cộng sản nó bị vứt vào sọt rác lịch sử rồi. Cộng sản Việt Nam giờ thoái hóa thành cộng hưởng rồi. Đây là cơ hội ngàn vàng. Bao nhiêu thanh niên trong nước bây giờ họ đứng lên. Có khi nào mà dám đứng lên như cách đây 40 mấy năm không? Nghĩa là thời chúng tôi hoạt động phục quốc lơ mơ là chặt đầu ngay. Nhưng bây giờ không dám. Đó thì nhờ cái hệ vấn đề thông tin, công nghệ thông tin hiện giờ. Vấn đề media, vấn đề truyền thông nó quá lớn. Cho nên bây giờ cái vũ khí đó mới là cái đáng sợ. Bây giờ người ta không thể phủ nhận những cái giá trị, những cái hay của nền Cộng hòa Việt Nam. Nhất là về mặt văn hóa, về văn học. Không phủ nhận được. Còn những cái gì có lỗi thời bây giờ nghe nhạc giảng sản xuất nó chán quá rồi. Người ta đâu có phục vụ lòng người đâu. Mà cái đó bây giờ chính người Cộng sản họ cũng thấy là hay. Họ cũng thấy là họ dở là đi lầm. Cho tôi nói rằng không có cái gì lầm lớn bằng cái lầm mà đi theo Cộng sản. Giống như Nguyễn Thị nói đi. Tôi đã gì là nhiều lầm lẫn, nhưng cái lầm trong cuộc đời cũng có nhiều lẫn. Nhưng cái lầm mà tệ nhất ở đời là đã ngốc và tin theo Cộng sản. Lịch sử nó cũng nằm trong cái văn hóa. Thì chúng ta phải học lịch sử, phải đọc lịch sử cho biết mà phân biệt cái đúng cái sai. Tôi rất mừng là bây giờ trong nước đó, cái giới trẻ đã họ bừng tỉnh dậy, họ nhìn ra Viện Bảo tàng Di sản Người Việt, đó là một trong những cái nỗ lực, một sáng kiến rất hay và để sưu tầm các thứ để phổ biến truyền bá cho cái giới trẻ. Thì tôi nghĩ rằng các giới chức ý thức được việc này thì nên ủng hộ Viện Bảo tàng cùng những đoàn thể làm cái công việc từ thiện chính đáng đối với những người dân trong nước, những người đã hy sinh một phần thân thể cho đất nước. Chúng ta cảm hóa bằng cái tình thương, chỉ có tình thương mới có thể cảm hóa người ta được. Còn dùng bạo lực hay gian dối thì không có kết quả đâu. Vì chúng ta là chí nghĩa, chúng ta không có sợ cái chuyện này. Thì chúng tôi cầu mong rằng Viện Bảo tàng sẽ có cơ hội thu thập được nhiều tin tức, được nhiều ủng hộ và được các em nó sẽ quan tâm đến, nó đến tham gia những cái sinh hoạt mà Viện Bảo tàng sẽ có chương trình trong tương lai tùy theo cái nhu cầu và cái hoàn cảnh.